Lại ra ăn bánh đa lem từ 3 giờ sáng rồi. Thôi sáng nay em cũng là À, vừa nãy bác gọi. Nhưng mà gọi con alo mấy câu toàn con Trúc cũng nghe. Hai bà cháu mắng nhau ý ơi cả. Alo alo chả ai bảo gì. Ngã như nào, ngồi ngồi đùng đỉnh ở đấy đi. ngồi gì đi gậy nó sượt đây này, sượt 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 đâu, đang cầm nó mâm đập choang cái mâm, cái gối nó gập xuống này. Ông bố đi bao giờ mẹ? Cái gì ấy? Thế nào? À, áo mai lấy 200 này phải không? Mai tành lắm. Lâu lắm không được xuống đây nhỉ? Trời ngàn sao chứng giám cho tình yêu ta luôn vắng như chùa Bà Đanh, cho đến mai sau này. Ui giời, ấm á. Rét mà tết thì rét quá, thì ở nhà ngủ chỗ ấm trời bảo kéo rồi nặng tí dầu không tí này tí 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 hôm qua đang ngồi như là thấy tự nhiên mẹ dậy đúng không, mẹ bật điện đúng không hay là bố, mẹ lại đi ra cứ tưởng mẹ là chồng mở cửa lên ngủ với con nha. Anh Minh bảo là anh có 500, tại bảo anh có 500 anh để đấy. Thì em lại bảo anh giấu. 500 cái ông ấy mua thuốc mà. Em nói thật anh nhé, từ ngày anh về đây á. Thôi thôi thôi, cắt 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 cắt. Kéo giờ đây là kéo một túi vào là anh được. Vớ vẩn, cáu. Anh đừng nghĩ vớ vẩn. Từ cả hai đứa con nhà em không bao giờ đâu. Bao giờ đâu. Sờ vào túi của anh vẫn ít tiền nó lấy. Giấu giúp em nhét nhét cái tính quán lốt này. Giấu giấu giúp. Lén lút. Còn em thèm kéo lấy của anh mà. Anh phải giữ em du em như thế. Sợ lấy cái chất thiệt. Cứ mất quên tay rồi. Cho đến mai sau này. Hôm qua Nga trêu con, Nga bảo chứ cái gì năm nay phát tướng hay sao mà ông công ông táo to thế, ba con cái nhà mình mua chả to à nhỉ. Qua đấy nó đã thấy xuống đây đã thấy bắc đẹp đấy rồi, chắc răng lưới đấy rồi. Không biết ông công táo nhà mình có lọt không. Nghe này đâu. Đèn ở cái chỗ thả cá ở đây có cái đèn này, đèn đấy người ta buộc lâu rồi nhưng hôm qua là người ta bật ra Bà tôi cho thả cá xuống, người ta bắt. Nó lại đang tha gớm. Mấy cá tiếp có. Nhưng mà hôm qua mua cá to thật. Thế hôm nay mẹ bảo có bên trong còn rét á. Chị Hằng á? Bác cái nào thế? Dấm dơ. Làm luôn cái lễ để
Có tím không ạ? Thì mất Tết. Đau. Chết sợ lắm, mẹ đừng tả. Cho tình yêu ta luôn giảm được, cho đến mai sau này. Rồi. Sáng nay dậy với trạng thái lòng háo hức. Nghe tiếng còi xe xong rồi nghĩ gần đến Tết. Lướt Facebook thấy chỗ nào cũng Tết. Ôi thì gà đấy mẹ con mình ăn mấy ngày. Mẹ cho sáo. Tiếc rồi hả? Thế mà gọi hôm mình không đi không ăn thế mà. Hôm nay thế nào không mua hết. Gà ngon như thế mà không mua. Mẹ có 60 ấy. Ừ, lại rẻ ấy. Có đúng là rẻ thì mình cái nhóm nào ông cứ gà à, mình lấy thêm. Mình thì cứ nghĩ gà bệnh. Nó có rượu nhưng không có nào có cái gì cái gì à? Vàng nhỉ. Vàng thế, mẹ nhìn thấy cái lườn gà lại biết là gà ngon rồi. Mua lườn gà nó phải cái lườn này ở bụng nó này phải to như này, cái lườn mà nó như con dao để con mua gà nó không ngon. Thế mẹ biết rồi, định mua 2 con nhưng sao lại làm 4 con, thế vẫn tiếc. Đây kìa ông lại cứ gạ mình lấy đi, còn 2 con cái cô lấy nốt cho tôi. Tôi lấy rẻ cho về vợ tôi mắng. Đây kìa lấy nốt hả? Cái thịt nó riêng thịt gần ăn ngon. Ghét thế. Đằng mẹ một cười cái đến nay nhớ nó cứ nhớ quên quên. Hôm qua cúng thần tài cái kia còn không biết cúng kiểu gì. Dối. Thế gì này. Mình phải nghĩ ngợi nhiều quá. Bây giờ già rồi. Mẹ nghĩ ngợi mẹ không tâm sự với ai, mẹ cứ để trong lòng mẹ. Hất ức, khóc không khóc được. Nhưng mà thôi chị Hằng như thế là mẹ đã suy nghĩ. Bây giờ là Phúc phải tiếc. Mà nói thế là không được. Thế nhà mình như thế, Tết như thế là đủ rồi gì đấy. Chỗ này Tết Chị có làm, em mua đến một cái giò. Mọi năm các anh các chị cho như này. Thôi mình cứ mua một cái giò. Cái giò bò. Cái gì chị Hằng nhà mua một cái ấy. Chị Hằng thì này là cho mẹ cá. Mọi năm anh Đức cho này, chị Xuyên cho này. Thế là anh Nhân cho này, thế là 4-5 cái giò à? Nhỉ? Chá năm nào phải mua, năm nào các cháu không cho. Như năm nay thịt lợn nó thì không biết có cho. Thế mới Nhân lên đây. Đắt thì nó cũng phải cho cái. Mọi năm nó cho giò ngựa. Hôm nay năm ngoái cho giò bò, à giò lợn. Thế là xong cái Tết. Hai con dê của các cụ mới cho cái gì đây? Con dê đấy. Hay là mẹ không có con trai sao?
con rể thì mẹ cứ quýnh như con trai nhỉ. Ừ. Thế thế mà lâu không đến còn nhớ ấy. Ờ. Thật mà. Mẹ lo lắng cho nó, mẹ thương. Bảo mới hiếu. Hôm qua lúc bảo thấy cái đợt đấy. Xong rồi mẹ bảo là tự nhiên lại nhớ. Xong con cười quá, con nói con đấy nó con một người quá. Hai đứa cười ầm lên. Thế đấy bà, bố không nhớ. Như ai? Bố bảo nâu lắm thế nó về. Đi học. Mỗi khen anh Thân dạo này bạn hay nói, nó tình cảm. Hôm qua được mấy chén rượu nó phỉnh cho tí thì say. Thế mẹ chờ chi mẹ nó mời mọi chồng hàng. Mời gì? Mời bảo chúng nó, hôm nay bác về đi vẽ thì các con có về không? Xe nó có về không? Hôm nay không về rồi. Bảo đang ở làm rồi đấy. Để đến chủ nhật thì mẹ con mình vào nấu nướng cả. Ừ. Lại còn trời anh chuẩn bị hết rồi. Làm thì hôm nay mà lớn thế anh dậy sớm anh làm thế còn được chuyện kéo. Em dậy từ 3 giờ sáng đàn mình ra lem rồi. Ôi thôi 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 chị ạ, à, chị không phải diễn lại rồi lại ngã lại đấy. Đây 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 đây. Không gọi này. Ai không biết. Nó bầm rơi lỡ lạ con biết đâu. Con dậy là cái lúc bác gọi con mới biết đi chứ. Cho đến mai sau này đôi mắt em đông đầy in hằn sâu. Nhớ chờ like đi lấy tiền nữa nhá. Ừ nhá. Anh đang gọi gì ạ? Ai người ta gọi ngoan lắm đứa giấy mời rồi hôm nay đứa nào nó gọi. À, ừ. Em đồng đầy in hằng sâu. Chán. Không biết năm nay bố có cho con gái tiền mua quần áo không? Hôm qua lại bảo chứ. Không lấy được tiền đấy, tiền cho hàng tiền để đi học lái xe. Mẹ cứ nói mồm với cháu. Lấy mồm. Có cũng chả loài chứ đâu mà. Ừ, giờ nói mồm với đậu kiệt sĩ nó đi đi. Thôi thằng kia lấy xe đi đi có mẹ nó ấy. Thật. Mẹ nó tăng nó bổ chết. Qua 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 qua. Đây là còn mắng ít đấy. Một cười bá sướng quá hả chứ. Mẹ mày tao à, tao là còn chả tha. Còn bố mày. Mẹ mày nó không có tha. Còn cười nghe. Người đàn bà quyền lực. Chứ đứng ra đứng dứa thì mệt hết cả người cấu. Mẹ cho chim ăn đi. Mẹ cho chim ăn. Sợ lắm chả muốn ăn gì nhá. Mẹ thế à? Từ cái hôm cưới chị Hằng không rồi chả muốn ăn gì. Ngủ hôm qua ngủ không biết một cái gì. Miên man thế nó dặn nằm phát gáy luôn. Ủa thân bố. Thế thì đấy. Mẹ quá. Hôm qua ngủ muộn này, hôm nay mọc ngay hai cái mụn. Sáng
Em mếp hồng mà nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang cánh em nơi lòng khắp người ngồi đi hai lòng trong tu mai cùng muốn là gì ăn chưa phải này gì bánh trưng gì không thì Nguyên bảo Tết mang hoa lên đây bạn không biết có mang thì Nguyên cứ bao giờ mang lên đây mới tin. Xuân đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân năm phụng ngày rơi xuống đầy an lòng thàn khắp nơi phố phường một lần mới an an bên nhau. Điện thoại ở đâu vậy? Ấy, đừng. Đây hôm qua nóng nóng đến hôm nay rét ngay được. Rét này dễ chịu hơn nóng hôm qua uống hết rồi. Nó đông. Nhẹ mới mệt cái thế. Cứ vài năm nữa thì mẹ già, không có đứa đứa nào nuôi mẹ mà. Tôi đấy chị xuống là đấy thế thì tôi cứ cho lượng hết tôi chả cần nhớ cả mình. Ô, không biết là thôi bố có mua đào bắt gì không nhỉ? Có hẳn vừa bảo rồi đến 29 anh đi về cơ, anh còn đi mua đào mua quất, anh đi đến 29 anh đi về à thế. Ừ. Ôi, bố đèo mẹ đi như nào bố mẹ con bố đi chậm. Chậm. Ôi, đèo mẹ đi nhanh lắm. Ôi, bố đi chậm. Phải bảo chứ. Càng nói càng đi nhanh, càng nói càng đi nhanh. Đi chậm lắm, trời thì trời nắng chang chang cả. Ôi, đi 20 ấy. Chắc chỉ đi đến 20 đi kiểu đấy chỉ đi 20 thôi. Chậm ơi là chậm, cháy ngoài đường. Mẹ. Đèo mẹ này đi 40, tinh đi 40 thôi. Đi thì nhanh thế rồi. Đi lại còn chỉ cho con gái là đây là cái gì, đây là chợ nến này, đây là cái này, cái này, cái này. Chỉ cho bố bảo là chỉ đường cho không ngày mai sao đi biết đâu nó lạc. Mấy cái ngõ ngách Mắc Linh. Hà Nội hả? Thôi, các câu chuyện này đang đúng nè. Em đi cho chim ăn đi à? Không hết con trong nhà ấy. Cái Hiền nhanh chân nhìn xuống còn đấy cái bát cơm cho mẹ. Cơm ở đâu? Còn bà đúng không? Cái túi bóng mới xách đồ vào túi bóng sao mới xách lên đó. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi, còn gì
sẽ hôn ta sẽ chỉ còn hơi ấm trên đầu môi. Hãy quên em đi mà đừng yêu anh nữa. Có em không còn gì. Bánh gì ạ mẹ? Vâng. Mẹ ơi mẹ, miến mẹ mới nấu hay miến hôm qua à đấy? Nấu mấy cái gì ấy? Ôi, hôm qua nấu nhiều nghĩ quá. Ê, trao trả tình yêu. Từ từ. Thế bác gọi vào ăn cỗ hẳn nào? Mở máy ra nghe. Bác cứ mắng chút. Tao đeo vào trong này rồi mà mày lại giật ra. Thế cứ alo alo chả ai nghe. Ra lại thôi. Hay chưa vào ăn? Ăn nhà mình còn đang ghế ăn thì bà Hảo đi lại mà. Đây này. Đâu? Viết rồi, thôi thôi thôi, bây giờ không phải nói ra. Cứ để đấy tí con khác xong con khác ấy. Phải chặn họng trước rồi. Thôi mà vụt ra thì chết. Hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Dẫu em không còn gì để nuôi kia. Quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Cho lòng thương xót xa một tình yêu chẳng lâu bền. Xa. Em vẫn chờ lời ấy. Em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy. Em lo cho anh nhiều đấy. Mong đến ngày gặp nhau. Dẫu cách chờ em có quyền được lựa chọn cho mình một tình yêu. Đi sai đường thì quay đầu lại yêu nhầm người phải nhớ buông tay. Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc. Chỉ cần em dũng cảm và chọn lựa chọn và đối đầu với nó. Chia tay nhiều khi không đáng sợ. Điều đáng sợ là biết yêu nhầm người, đi sai đường nhưng vẫn không có cách nào để từ bỏ. Người ta hay hỏi đau lòng nhất trong tình yêu là gì? Là những lời yêu thương chưa một lần được hồi đáp, là cảm giác đơn phương từng ngày từng tháng vẫn không buông bỏ được, là cảm giác bị phản bội. Mình nghĩ đau lòng nhất là khi chúng ta dẫu đang ở bên nhau, dẫu đang trải qua chừng đó ngày tháng yêu thương mặn nồng, nhưng chính bây giờ ở cạnh nhau nhưng không còn muốn nỗ lực kề cận nhau, nhưng không còn đủ cố gắng vì nhau, tiếp tục không đủ nhưng từ bỏ cũng chẳng đành. Thời điểm mà mình nhận ra chúng ta đang dần khác đi, nhưng mọi nỗ lực cách mấy cũng không sao nếu giữ được lòng người. Những tin nhắn quan tâm ngày thường chợt trở lên sáo rỗng, những khoảng trống trong lòng cũng chẳng biết làm sao lấp đầy. Cảm giác và tình yêu vốn là những thứ không ai lý giải nổi. Khi bắt đầu oanh oanh liệt liệt, tưởng rằng anh ấy chính là cả bầu trời của nhau, của mình, là cuộc sống, là người duy nhất mình muốn yêu thương và trân trọng cả cuộc đời. Khi kết thúc không hẳn là do trái tim chót thương một người khác, chỉ đơn giản là thời gian trôi đi, con người đổi khác. Chợt nhận ra mình chẳng còn dành cho nhau nhiều như
Ngày trước, một tin nhắn vua không còn đủ làm mình vui cả ngày dài. Cuộc hẹn gặp mặt không còn làm mình háo hức hay nỗi lo lắng muộn phiền của đối phương. Cũng chẳng đủ là mình bận lòng, vậy là im lặng, vậy là đau lòng. Người muốn buông tay thì cứ day dứt vì không lỡ. Người còn thương tiếc thì bất lực, cố gắng cũng chỉ nhận về những trống rỗng đau lòng. Khi chúng ta bên cạnh nhau, dành cho nhau hết thảy những mọi tốt đẹp, nhưng đến lúc tình cảm nhạt nhòa, cũng đừng dùng sự im lặng hay những tin nhắn hững hờ làm đau lòng nhau đến vậy. Hãy can đảm đối mặt, can đảm nói hết nỗi lòng, dù có thế nào cũng là một sự tạm biệt tốt đẹp và ấm áp. Đừng để sự im lặng vô hình hay những dòng tin nhắn hờ hững làm tổn thương nhau. Anh thanh niên năm nay chưa thấy vợ con gì, em đâu có mấy cô yêu. Dù một hôm anh gặp cô gái vàng, dù một hôm mình gặp cô gái vàng, thôi nhớ mong. Khi anh nói yêu một người, thì anh có trách nhiệm với tình yêu đó. Đừng làm tình người anh yêu tổn thương dù cách này hay cách khác. Đó mới là tình yêu, đó mới có quyền nói tiếng yêu. Anh thanh niên năm nay đã ngoan nghênh 30 rồi, sáng mua xong. Sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá, trà đá. Anh thanh niên năm nay đã ngon nghen 30 rồi. Sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh lâm niên năm nay cũng chưa lấy vợ con gì. Nói em điên mất rồi, nói em phải quên đi anh. Từ cách đây rất lâu ai đó đã mang em rời đi rồi. Chẳng còn lời nói dối trước khi em không quay về nữa. Bài hát từ giờ thôi nhớ khi mùa đông dần sang là lúc ta biết nhau, đôi môi chạm nhau lần đầu tiên. Em cũng xin ra đi tìm ai đó chân thành hơn anh. Người mặt này anh thanh niên năm nay đã ngon nghênh 30 rồi. Sáng mua 3.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Năm nay vẫn chưa thấy vợ con gì. Yêu nhưng anh chưa cần người yêu. Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng. Biết nhớ mong. Người yêu hỡi, dù gì cũng xa nhau rồi. Môi hôn dã rời,
chỉ còn hơi ấm trên đầu môi. Người hãy yêu, người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Dẫu em không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, không chờ mong chi nữa. Cho lòng thêm xót xa, một tình yêu sẽ trắng lâu bên vì một mai mình kết thúc em đêm. Xóa quán môi mềm. Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều. Khi người trời ghé đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này. Chẳng biết có gặp lại nhau. Và cứ thế tim vội vàng ngang qua đường phố thanh thang như thế. Sao anh lại chọn trái tim từng ngày để bước lưu lạc vào lối tim em. Và thế là em đã biết nhớ thương từng chút buồn cứ vấn vương. Anh tên là gì thế cho em đã quen nhé. Hôm sau ta cùng chung lối về. Chết rồi. Đã bao giờ anh nghe có vài điều khi yêu. Một là không nói dối, hai là không nói dối. Nhiều lần cứ sao toàn thấy lãng mạn. Có sao toàn những vết cắn. Có lẽ lào đến lúc khi hai trời ấm thế. Ta đã hết yêu. Cứ đi rồi sẽ đến. Cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đây. Yêu là yêu đến hết đời này. Em không ngờ thế giới ấy. Em thật là nhỏ bé thôi. Tại sao anh cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra. Thank you.
Tết có mười mấy độ toang thật rồi, giá hả? Lấy tiền đấy. Hay để chiều lên lấy hả mẹ? Sao ai có lỗi, ai và ai không hợp, hay là người thứ ba? Ôi ôi, đừng tin em mạnh mẽ, vì giờ em cảm thấy rất tệ. Đừng vô tâm hỏi thăm, gần đây hình như thấy em ai tuyệt đối. Chỉ là em giấu lỗi buồn từ lâu, chắc chưa tổn thương em sâu. Ơ, ông mình à? Không phải. Anh đi chẳng còn lý do gì để em níu giữ, nói với chính mình chuyện sẽ tốt thôi, sẽ khóc chứ. Chẳng cần thế là có thể lắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Em sẽ dừng lại ở đây có thể sẽ đồng tiền mới mộng mơ bánh chân được thật thơ mang về. Ba đồng một mớ mộng phiền, sống lâu sống quê và sống lắm. Và kính chúc mọi người sẽ thật lành, Tết sao được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến
đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng. Trứng xanh chờ. Ui dẹp thế. Lại. Sống em là thế. Phúc là điều chưa hề. Có sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thế. Em chưa từng gian dối, cũng chưa một lần thay đổi. Chẳng hiểu là tại sao chuyện buồn luôn đến trong đời tôi. Ước có một người luôn yêu thương tôi chân thành. Có sao mà em luôn yêu một người không cần em. Nên đừng suy ngẫm, yêu anh phải chẳng sai lầm. Vì đã có khoảng thời gian bên anh thật vui. Rồi bỗng nhiên òa khóc vì những tâm sự trong lòng. Có ai đợi mong một người làm mình phải khóc. Béo hay du tròn là việc người ta yêu anh là việc của em thôi, sao người ta đâu biết. Ngày Tết đến và lúc đến nhà nhà cánh mai đang từ nhau hôm tươi. Ôi già đã sống lâu sống quen. Thank you.
em thôi. Hãy quên anh đi, đừng cho mong chi nữa, cho lòng thêm xót xa. Một tình yêu sống lâu năm, là một mai mình kết thúc êm đềm như gió. Đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Thôi thì hẹn em kiếp sau, kiếp này ta thôi. Lại người em yêu hỡi, khẽ sát môi em lại đây. Em sẽ nói ra tương tư từ. Xe của tôi đâu rồi? Ô. Anh có biết rằng khi ta thuộc về nhau, với em tìm một ngày buồn thật khó khăn. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phải.
sẽ là cô dâu. Điều anh mong ước sẽ còn hơi ấm trên đầu môi. Hãy quên em đi, ta đừng yêu em nữa. Dẫu em không còn gì để hối tiếc. Hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Một tình yêu sẽ chẳng lâu bền. Khi mình kết thúc êm đềm, tình yêu như làn gió thoáng nơi mềm. Chẳng anh thế nào có thể lắm lấy nhau cuối cùng đời. Em sẽ dài trước khi tất cả quá muộn, trước khi anh có thể sẽ chẳng thể quên câu nói đầu tiên lúc anh cần em. Lau nước mắt cho em, và lại khiến em đau lòng như thế. Chúng ta không còn yeah.
xuống.